Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực có dịch trong cộng đồng, cũng như phải thực hiện được mục tiêu kép trong lúc toàn cầu gặp khó khăn. Đánh giá cao thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều kiên quyết xét nghiệm trên diện rộng, truy vết bằng công nghệ thông tin đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu giãn cách xã hội như thế nào, chứ không phải tất cả các khu vực đều giãn cách xã hội. Những phương thức nào cần tiếp tục thực hiện tốt hơn như vận động nhân dân rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, truy vết, xét nghiệm mở rộng. Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng không để đổ gãy kinh tế. Điều này đòi hỏi chỉ đạo thật tốt để nhân dân ủng hộ. Chỉ có nhân dân ủng hộ thì mới thành công. Theo báo cáo của Bộ Y tế tại cuộc họp tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 8, trong vòng 10 ngày tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay đã ghi nhận 144 trường hợp mắc và 3 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 31 tháng 7 năm 2020, số trường hợp mắc đạt kỷ lục từ đầu mùa dịch với 82 trường hợp mắc, trong đó có 56 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng. Tại Đà Nẵng có khả năng nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau và còn nhiều trường hợp mắc bệnh khác hiện ở ngoài cộng đồng, đồng thời việc truy vết F0 đầu tiên là rất khó khăn đặc biệt thời gian qua là cao điểm của mùa du lịch. Có rất nhiều hành khách từ các địa phương đã đi và đến Đà Nẵng. Có khoảng 1,4 triệu người đã đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Trong đó có khoảng 800.000 người có đi đến khu vực ba bệnh viện tại thành phố, khoảng 46.000 trường hợp đến khám, chữa bệnh tại ba bệnh viện. Các trường hợp đến Đà Nẵng từ tất cả 63 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, nguy cơ xuất hiện các trường hợp mắc tại các địa phương khác là rất cao, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại với số liệu về các trường hợp mắc bệnh đã được ghi nhận, có thể nhận định nguồn lây nhiễm chính là tại bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng với mức độ lây nhiễm rất cao trong hệ số từ khoảng 6 đến 10 và lây lan ra cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương bộ y tế dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước số trường hợp mắc được phát hiện sẽ vẫn tập trung lớn tại các trường hợp có liên quan dịch tễ đến bệnh viện đà nẵng và tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc tại cộng đồng tại các địa phương khác đồng thời có thể sẽ có thêm trường hợp tử vong do có nhiều bệnh nhân đã có bệnh lý nền rất nặng tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp và khó lường đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe con người và ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội